mà xin kính chào các bác đã đến với video của em nha kênh hàng nhật bãi thì hôm nay là hàng cặp bến vừa về được mẫu nồi vô tách đường một lít sản xuất 2018 thì về tới một cặp lắm một cặp là hai cái các bác nhưng cái mẫu này em đã test trước em đăng lên trước vì những cái mẫu này được các bác rất là kiểu như là chuộng là hay tìm kiếm mua lắm tại vì vừa đăng lên là một số bác là sẽ chốt liền cũng đã trông chờ một cái nồi mà cơm ngon chất lượng mà lại tốt cho sức khỏe có tách đường ba mức thì nói chung là nếu cái nồi này bác nào chốt trước thì mà có những bác tiếp theo chốt mình sao không được thì cứ chờ nha em còn một cái nồi nữa thì uh, em chưa có test do em chưa đăng còn những mẫu em test là em đăng lên cho các bác mình mua chứ hàng bán thì phải là đảm bảo người cái phần chất lượng thì đây là cái thông số điện áp là 100 công suất 1240 w với cái nhãn mắt là model Energy cho em đây. nồi này cũng còn khá là mới đẹp nha các bác đây các bác xem giúp em nha nói chung là hàng bãi mà đã qua sử dụng nhưng mà được tuyển chọn thì cũng còn rất là mới đẹp nó cũng có chạy xước chút đỉnh nha các bác thì xước ở đây là xin xước như nào xước lông mèo chút đỉnh gì đó thì mình mua hàng mình cũng hiểu biết về cái vấn đề là hàng đã qua sử dụng nha rồi ngoại thắt xong dùm vô nội thắt cho em này, nồi tách đường có ba mức tách đường luôn một phần trăm ba mươi phần trăm 70 phần trăm khá đẹp mới đẹp cái bác trong này thì bác nào mình đang có nhu cầu thì em xin nhắc là nồi của mình là nồi 1 lít sản xuất 2018 nồi cao tầng IH áp sức nó còn khá là mới đẹp các bác này, lòng trong cũng còn đẹp nha thì nồi của mình là son platinum nó có chán lớp sần sần bọc gớm ở ngoài luôn nè nó cho mình nó rất là đẹp rồi cầm nắm cũng là nó dễ rồi đây là platinum là công nghệ làm son đỉnh nhất của hãng C thì cái mẫu này là còn rất nó đẹp trong ngoài đều đẹp hết các bác đó đã test ok bao nguyên nhân nha các bác thì hàng giờ vừa cập bến luôn rất là nhiều hàng cái nào test được thì em sẽ đăng lên liền còn cái nào mà mình chưa test chưa kịp thì mình chờ cái sao Đây, lòng rất là đẹp nha các bác thì em cấm điện và báo giá cho các bác luôn nha giá thì luôn luôn công khai thì nồi này là một lít thì sử dụng gia đình là 4 đến 5 người thì nấu được 3 bát gạo thì chung là đúng cái nhu cầu của bác nào đúng cái dung tích thì mình hãy mua để mình sử dụng nhiều khi mà gia đình mình ít người mà càng công sức mua công sức lớn thì nó không đúng không đúng thì nó sẽ ảnh hưởng như sau là cái chất lượng cơm hoặc là cái điện áp tiêu thụ nhiều thì nó sẽ là phí thì nếu nồi cắm điện lên thì màn hình hiển thị như thế này Tắm lúc này là nấu cho em nấu cơm ngon chín sâu đó rồi không nấu thì tắt lúc này chỉnh đường thì lúc này thì những cái bác đã em giới thiệu nồi như này nhiều rồi mức 30 này mức 70 thì muốn cái nào thì chỉnh qua bên đó còn muốn mức tự động tách thì 10 phần trăm một số bác hỏi mua nồi về mà có tách đường thì không muốn ăn tách được thì không muốn ăn tách đường thì mua cái nồi khác Chứ còn mua cái nồi này thì đã nó có tách sẵn 10% cho mình là đảm bảo sức khỏe mà cơm vẫn ngon. Thì uh, bây giờ các bác không bị tiểu đường thì các bác mua về các bác ăn mức 10% trăm là phòng chống tiểu đường, chỉ tách 10% tinh bột. Đó là còn những cái phần trăm lại là ngon để cho phục vụ cho các bác mà nó lại tốt đảm bảo sức khỏe cho các bác. Cớ sao chúng ta lại phải không cần nó. Phải không? Em nói gì đó đúng không? Thì uh, em đã test ok hay lúc này là nút chỉnh trên lúc này chỉnh nè 10 phần trăm lúc 7 mươi phần trăm mười phần trăm mức cuối cùng là mươi phần trăm chỉnh vào đây chức năng nấu nấu sôi nấu cháo nấu lứt thì chọn được cái nào thì bấm nút nấu thôi đơn giản như thôi các bác rồi mình không nấu luôn quỷ cho em nút hẹn giờ không sáng không chiều chỉnh vào đây cho em đó thì được không giờ nghĩ thì bấm nấu thì đúng giờ này cứ cơm ăn trước giờ này tầm một tiếng thì nồi sẽ nấu đơn giản như thôi lúc mà thăm cơm hầm ấm nha bấm thêm một cái là hâm nóng là hâm nóng trong vòng 8 phút thì các nếu các bác mua thì em sẽ có video hướng dẫn riêng nè có nấu sôi nấu cháo rồi lướt cơm mềm cơm dẻo cơm mềm là mức 1 là 57 nè cơm mềm số 2 là nó 67 phút thì nồi này là chiên nấu cơm mềm dẻo nha các bác nấu ngon 76 phút không nấu thì tắt thì nói chung là các bác thấy nấu lâu thì có nhất chân nấu nhanh luôn là 34 phút thì em xin thưa nha nếu mà mình nấu nhanh thì cơm nó sẽ không ngon bằng mình nấu lâu thì nồi nhật mà công nghệ nhật người ta đã sáng chế ra là nấu nha lâu là cơm nó ngâm gạo gạo nó ngâm ở nước lạnh rồi tới nước ấm 30 độ c 40 độ c rồi tới mức nhiệt độ mà để đảm bảo được lượng cơm ngon thì nó sẽ bắt đầu nấu thì à, mẫu này em xin nhắc lại là nồi một lít sản xuất 2018 nồi cao tầng ih áp sức có công nghệ là tách đường giảm đường trong giảm tinh bột đó tốt sức khỏe dành rất là phù hợp những bác mà ăn kiêng cái kiểu mà vừa tốt cho sức khỏe mà vừa lại là cơm ngon thì uh, tiện lợi đo đường thì mẫu này em đang xem với giá yêu thương là 3 triệu tư chuyển đủ em bao ship cọc cho em là 500 cái bác trả tiền ship em bảo hành 3 tháng nhận hàng các bác được kiểm tra được cấm điện với mặt bu cục thì em cảm ơn các bác theo dõi video nha nếu mua mẫu nồi này các bác chụp màn hình để qua zalo giúp em thì kết thúc video hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo chúc các bác nhiều sức khỏe xem video vui vẻ cảm ơn các bác đã theo dõi Em thành cảm ơn